Ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với clip tiếp theo về tựa game Hải Tặc Đại Chiến em nhá. Thì ngày hôm nay lúc 13 giờ có update nâng cấp tướng tiếp theo để có thể là nâng lên được sao. Nâng lên được 8 sao em nhá. Trước đó là 7 sao, cái đợt update mới nhất vừa rồi là update tướng lên 7 sao. Và bây giờ chúng ta có thể là nâng cấp được lên 8 sao rồi em nhá. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nâng cấp toàn bộ cái tướng của mình có hiện tại ở đây lên được 3 sao, lên full 3 sao luôn. Lên full 3 sao hiện tại thì nói chung là game này nâng cấp tướng nó rất là dễ, nó không cầu yêu cầu gì quá cầu kỳ hay là quá là lớn nào cả. Nâng cấp rất là ok thôi anh em nhá. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng vào nâng cấp toàn bộ cái đội hình này lên đã. Hiện tại thì trong túi của mình cũng còn nhiều nhiều những cái con tướng 1 sao đấy. Những con tướng 1 sao tím ở đây anh em này thì có thể là dùng nguyên liệu để mà nâng cấp những cái con tướng ở trong đội hình lên được 3 sao, 3 sao tím. Ok. Chúng ta phải nâng mắc cái phẩm tướng em nha. Nếu mà muốn lên được 3 sao tím thì chúng ta phải nâng mắc phẩm thì phải. Thử xem thế nào em ơi. Đầu tiên là sẽ nâng cấp A trước nha. Một tướng sao tím này cùng cái hệ này. Đấy, cùng cái hệ nắm đấm ở đây nha. Thì nó hợp với cái con A nên mình có thể là nâng lên được luôn. Thức tỉnh luôn này. Rồi, ok, A của chúng ta đã lên được 3 sao tím, hay còn có cái khác đó là 8 sao. 8 sao ở đây thì cái hóa lửa này bị động lúc đầu nhá, lúc đầu chỉ là 2 thôi. Tăng 36% giáp và 15% công và 20% máu. Khi mà chúng ta nâng lên được 3 sao tím thì nó là tăng 48 giáp, 20% công và 30% máu, lên khá là nhiều đấy. Máu từ 201.390 lên 276.795. Công từ 16.700 lên 17.900 em nha. Thủ từ 1.700 lên 10 lên 1.900 luôn. Đấy, cao rất là nhiều. Lực chiến phải nói là tăng vùn vụt luôn. Ok, đó là A của chúng ta. Tiếp tục để mà lên được full sao tiếp theo thì chúng ta sẽ phải đợi update em nha, chứ không phải là bây giờ chúng ta có thể là nâng cấp lên được 4 sao tím đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng lên đó là B. Ok, nâng luôn nhá. Một em này. Sau đó thì sẽ là 1, 2, 3. Ok luôn. Nâng cấp này. Đấy. Khi mà B chúng ta nâng cấp được lên cái sao tím thứ 3 thì chúng ta sẽ có một cái lực chiến rất là ngon. Máu từ 158.813 lên 207.871. Công của chúng ta từ 13.736 lên 14.845. Và thủ là từ 857 lên 857. Ô, thủ vẫn vậy em ạ. Thủ nó không nâng cấp lên à. Tăng bản thân 30% máu và 20% công ở cái chiêu thức thủy lưu. Còn khi mà lên được 3 sao tím, tăng bản thân 35% máu và 25% công. Đấy. Ok, lên 5% rồi nha. Lên 5% mỗi thứ một tí. Rồi. Tiếp theo không biết còn đủ hay không nhỉ. Chúng ta sẽ nâng cấp Zoro đi. Ok, Zoro em nhá. Mình sợ là lại không đủ cái này, không đủ cái. Ui tí chết. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp luôn này. Rồi. Máu từ 121.910 lên 140.209. Công đang 14.585 lên 15.522. Thủ vẫn vậy em nhá. Tất sát. Chiêu thức tất sát của chúng ta lúc đầu mà ở 2 sao tím. Khi mà tấn công thường gây sát thương bằng 110% công, địch ít máu nhất và giảm đi 15% thủ thương bằng 3 lượt. 130% công, địch ít máu nhất và giảm 20% thủ trong vòng 3 lượt. Đấy, nên 20% công càng phết nhỉ. Rồi, ok. Đó là Zoro S. Chúng ta sẽ nâng cấp lên Bolly. Bolly của chúng ta nha. Nhẹ quá, may quá, mình lại tưởng là nó sẽ tốn nhiều cái điểm đá cường hóa ở đây cơ, đá thức tỉnh ở đây cơ. Rồi chúng ta sẽ một này, em này, hai em này và ba em. Đấy. Nâng cấp luôn anh em ơi. Từ 102.264 máu lên 123.787. Công từ 10.210 lên 10.648. Thủ vẫn vậy em nha. Lôi trí này, kẻ địch hệ đấu sĩ nhận thêm sát thương bằng 40% công, nên lên 50% công rồi nha. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng cấp cái vị tướng tướng team này còn hay không nhỉ.
Đây, nâng cấp em ơi. Vậy là hết. Vậy bây giờ phải có một em team nữa. Vậy là nâng cấp em này trước đã. Ồ, phí ghê. Phí ghê em ơi. Từ từ để mình xem còn ít đồ nào ở đây không này. Ở đây có thể là nên được em nào. À, ok. Vẫn còn một em nữa thì không lo. Có thể là để dành để mà lên được 4 sao tím. Trò vào luôn. Ây... căng nha. 5 sao. Một em, hai em, ba em, thủ trò lốt đi. Sắp tới thì kiểu gì chả kiếm được, không phải lo em nha. Lên luôn này, chắc là cũng phải một thời gian nữa thì mới có thể là nâng cấp lên 4 sao tím. Từ máu 164.450 lên 200.551. Công là từ 8.139 lên 8.438. Thủ vẫn vậy. Hấp nhạn, đồng đội đánh chí mạng bản thân tự hồi máu bằng 45% công. Đồng đội đánh chí mạng bản thân sẽ tự hồi máu bằng 90% công. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng cấp cái vị tướng team. Team này thì mình sẽ phải đi nâng cấp thêm một em nữa. Team không đủ à, chết tôi rồi. Vừa nãy Zoro một em team, một em team này. Vậy là những cái con tướng A thì không thể nào mà lên được cái tím sao tím thứ nhất. Và hiện tại thì mình đang còn thiếu một em team Zoro S nữa. Zoro S không biết là có lên để dành để mà có thể là nâng cấp cái sao thứ tư hay không. Nhưng mà bây giờ là team đang thiếu trầm trọng rồi. Nắm đấm của mình đây rất là nhiều. Thế là hơi bị căng nha. Vậy là không đủ rồi. Không đủ một em rồi. Vậy là chắc là cũng phải chờ sắp tới có được thì mình mới có thể là nâng cấp nó lên được em nha. Zoro à? Trong túi của mình có còn cái gì không? Không đủ. Zoro nó là cái hệ team. Mình đang cần cái hệ team. Nhưng mà còn thiếu nhiều mảnh quá. Quá nhiều mảnh. Rồi ok. Đành phải thế thôi anh em ạ. Cái vị tướng kiếm này. Cái vị tướng cầm kiếm này thì hiện tại chắc là cũng chưa để là nâng cấp nó lên cái sao thứ tím thứ 3 được rồi. Đành phải là chỉ có 2, 4 và 5 em. 5 em được lên sao tím thứ 3 thôi. Còn lại một cái vị tướng nữa thì mình sẽ phải đợi khoảng tầm vài ngày nữa em nha. Ok luôn. Sau khi mà chúng ta đã có được một cái dàn tướng lên được cái sao tím thứ 3, lên 8 sao rồi. Bây giờ đi vào PVV xem thế nào nhá. Rồi ok, PVV thử tấn công luôn, đánh đấm xem như thế nào. Vừa nãy mình mới đánh ở cái leo cây này, đoạn này nó bị thua. Không biết là lên được 3 sao tím thì nó có thắng được hay không. Ok, cái ải này nó cũng hơi căng một xíu em nhá, không ăn được rồi. 262, đang đứng ở cái tầng 262. Bây giờ chúng ta sẽ sang đi chiến trường vậy, đi phó bản chiến trường em nhá. Chiến trường đấu đơn ở đây. Chúng ta sẽ đi solo thử. Đây, đội hình của mình vẫn thế em nhá. Đi solo thử xem nào. Cái phần lực chiến này hình như là nó vẫn chưa update hết đâu em nhá. 217.000, 210.000. Đánh thử xem sao anh em ơi. 261.000 rồi anh em ạ. Kiếm 261.000. 261.000.
Nó chỉ tính bằng cái lực chiến ở đây thôi, nó chưa cập nhật hết, đánh một trận xong rồi đó thì nó sẽ chuyển sang cái trận nó sẽ update được cái lực chiến và chúng ta có thể là kiếm được cái trận khác. Rồi, ok. Chúng ta đã chiến thắng cái trận đấu này. Và bây giờ nó sẽ update lại cái lực chiến cho mình luôn. Đây, 261.000 nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục đánh một cái trận đó xem lực chiến một tí để mà xem là nó hấp dẫn anh em ạ. 261.000. Nó cũng không có à. 280, 209, 261. Đây rồi, đánh thử em ơi. Lên 84 được à? Làm tư đánh thử xem nào thắng được hay không. Mẹ ấy nó khỏe quá anh em ạ, không ăn được rồi. Đánh nốt một trận đấu nữa em nha. Rồi, đánh một cái trận đấu này đi. Level 82. Ok, A của chúng ta trận đấu này có vẻ là khá là ngon rồi. Chiến thắng cái trận đấu này rồi. À mà quên cái lúc mình nâng cấp mình còn chưa nâng cái level nữa anh em ạ. Đang có 6 triệu vàng. Và thử nâng lên xem A là lên được cái level bao nhiêu. 170, không đủ berry. Thiếu vàng. Thiếu vàng còn lại XP của mình hiện tại cũng khá là nhiều ấy. Thiếu vàng em ạ. Không đủ vàng để có thể là nâng cấp được rồi. Rồi, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay em nhá. Video sau cái quá trình mà nâng cấp full cái giàn tướng của mình lên được 3 sao tím, lên được 8 sao. Update mới nhất vào lúc 13 giờ chiều ngày hôm nay các bạn. Sau khi mà anh em xem xong cái video này thì có suy nghĩ gì về cái bản update mới nhất này thì hãy comment phía dưới. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo nha. Bye bye.